Sẽ phán đoán theo cái hướng của bắn lăng ra sân và mình sẽ theo nó và nhặt. Với biết là đi họ điểm họ máy rồi để về ném hơn. Mình ném bóng là phải ném cho gần người với người giao chứ đừng rồi ném xa của họ cũng đi tới lường. Họ đánh đủ điểm là họ tự chuyển qua cho người khác. Mục đích ban đầu của em là để phục vụ trong học hành. Bây giờ thì con học không hay là chắc con nghỉ rồi. Dạ nha, con đi kìa. Em tên Hương ạ, và hiện tại là em đang học ở trường Đại học Khoa học Huế. Em là sinh viên năm nhất ạ. Hiện tại thì em có đi làm thêm công việc ạ. Công việc là nhặt bánh tennis và hiện tại em làm công việc này đã hơn 2 năm rồi ạ. Em có được một người quen giới thiệu để đi làm công việc này. Mục đích ban đầu của em là rèn luyện cho mình sức khỏe và là cũng có một phần kiếm thêm thu nhập để phục vụ trong học hành. Em làm vào buổi chiều từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Ngoài khung giờ chính từ 5 giờ tới 7 giờ thì buổi sáng em cũng có đi nhặt bóng thêm. Buổi sáng thường thì sẽ từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Thường thường thì mình sẽ quan sát bóng và bóng nếu mà họ đánh ra ngoài sân thì mình sẽ đi nhặt và đổi lại cho họ để họ đánh ban mới. Giờ chúng một trận động như vậy thì mình sẽ di chuyển liên tục tại vì có những trường hợp là bánh của sân khác quá bên sân mình đang làm và mình sẽ vào lượm cái bánh đó đi. Công việc này cũng rất cần là cái sự phán đoán và nhanh nhẹn. Phán đoán sẽ phán đoán theo cái hướng của bánh lăn ra sân và mình sẽ theo nó và nhặt. Việc nhặt bóng và trao lại bóng cho người giao bóng là cũng rất là quan trọng. Mình ném bóng là phải ném cho gần người với người giao chứ đừng rồi ném xa của họ cũng đi tới đường. Bóng mà lăn ra ngoài thì cũng có hai trường hợp. Nếu mà con bóng trên tay thì mình cũng có thể để bóng đó được, mà nhưng đừng để bóng trong sân là được. Đôi lúc là cũng có trúng vào người, bóng thế nhưng mà va chạm vào người thì rất là nguy hiểm. Tính cách của các người chơi bộ môn thế nhưng này thì có người khi giao bánh là có người cầm một bóng và có người là cầm hai bóng và có người thích đối bánh mạnh và có người thích đối bánh nhẹ và mình cũng sẽ phải đáp ứng điều đó. Những ngày đầu mà em đến với công việc này là cảm giác là rất mệt mỏi và tay chân rất uể oải. Đôi khi nhặt bóng thì mọi việc có chuyện trách móc xảy ra.
những ngày đầu chưa quen công việc thì cũng không làm hài lòng được mọi người trong xưởng. Dần dần sau này thì nó cũng như là một thói quen rồi. Một buổi thu nhập của anh làm công việc này là cũng tầm 70 đến 80 nghìn một buổi. Công việc này thì em cảm thấy là vất vả, thì nói về vất vả thì sẽ không có, tại vì cái này thì nó rèn luyện cho mình cái tính thể thao. Theo như em được biết, chúng cái nghề công việc này thì cũng có nhiều bạn học sinh, sinh viên cũng có đi làm thêm công việc này. Con tên là Hiếu, năm nay con 13 tuổi. Con đã làm công việc này lâu chưa? Dạ, lâu rồi, một năm rồi. Sao con lại chuyển đến công việc này? Dạ, do có chị nó giới thiệu. Hôm nay con sẽ làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ, từ 12 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi. Bữa là con có làm thêm buổi tối, dạ, làm liên tục lắm. Hết mẹ anh đi về hết đó, rồi mới được nghỉ. Đầu tiên con mới bố là con ghi chỉ cho con. Dạ, chỉ cách đôi bóng, chỉ cách ném bóng như thế nào. Dạ, ba con mất rồi, con mẹ con bạn đau hủ. Dạ, mẹ con bạn đau hủ, mẹ con bị bệnh ung thư. Dạ, có ba anh em, anh bỏ nhà đi rồi. Lúc ba mất, anh mới quay về rồi, bây anh vô Sài Gòn làm rồi. Con chị thì vẫn còn đi học, còn con thì đi làm bánh tennis. Giờ thì con học không phải là dạ con nghỉ rồi, con nghỉ khi lúc con lớp 5. Dạ, nhà con có điều kiện. Ba mất lúc con bao nhiêu tuổi con? Dạ 20 tuổi. Cái điều gì ở ba khiến cho con nhớ nhất? Ba hay chờ con đi chơi, ba hay chờ con đi ra đây nuôi về biển luôn. Bây giờ không có ba nữa, có ai chơi con chơi? Dạ, mẹ đi bắn qua chợ. Thì ba mất thì ba còn nói đi nhìn con có sống tốt không? Dạ, con sống tốt. Dù cực cơ cũng có sống tốt. Đừng lừa dối họ. Con có thích công việc này không? Dạ, con thích. So với việc học thì con thích thì công việc nào nữa? Dạ, học. Sao con thích học hơn? Học biết chữ. Mai bố khỏi đi cực nhập với con. Bà con có sợ một con yêu không? Dạ, một đứa. Có mấy đứa bằng tuổi nhưng mà con không chơi phải không? Hẳn chơi phải con? Dạ, hôm nay bữa con phén rồi, là mẹ bạn nói sẽ phén. Con mày bây giờ mà hết phén rồi, mẹ bạn nó đi học hết rồi. Con thương mẹ. Ba ơi, nói với chính ba ơi, dân nằm yên nghỉ đi. Dạ, sống có khổ được, mà mẹ con sống với con là được rồi. Đừng bận chồng ba.